Xin chào tất cả các em học sinh khối 8 đến với tiết học ngày hôm nay. Trước khi đến với tiết học ngày hôm nay, cô và các em hãy ôn lại kiến thức của bài cũ. Gồm có hai nội dung, thứ nhất là tính chất vật lý của hydro. Hydro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước. Tính chất thứ hai là tính chất hóa học, gồm hai tính chất. Thứ nhất, tác dụng với oxy. Hydro cháy trong oxy tạo thành nước. Tỷ lệ thể tích giữa hydro và oxy là tỷ lệ 2:1 thì nó sẽ tạo thành hỗn hợp nổ mạnh nhất. Tính chất thứ hai là tác dụng với một số oxit kim loại. Hydro khử một số oxit kim loại để tạo thành kim loại và nước. Vậy hydro có tính chất vật lý và tính chất hóa học như vậy thì chúng ta điều chế hydro bằng cách nào? Chúng ta sang tiết 48 gồm bài 33 và bài 34, điều chế hydro phản ứng thế và bài luyện tập 6. Ở bài này chúng ta cần nắm rõ hai mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất là biết phương pháp điều chế hydro trong phòng thí nghiệm. Mục tiêu thứ hai là kỹ năng phân biệt phản ứng thế với các phản ứng đã học. Và phần đầu tiên chúng ta đi nghiên cứu ở bài này chính là điều chế khí hydro. Và đầu tiên chúng ta sẽ điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm. Vậy khi làm thí nghiệm này chúng ta cần có những hóa chất và dụng cụ sau. Đối với hóa chất thì chúng ta gồm có viên kẽm và dung dịch axit clohydric. Rồi dụng cụ thì chúng ta gồm có ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, giá thí nghiệm, tấm kính, rồi ống nhỏ giọt. Và chúng ta cần chú ý là trả lời các câu hỏi sau khi chúng ta quan sát thí nghiệm. Thứ nhất là quan sát thí nghiệm khi cho 2ml dung dịch axit vào trong ống nghiệm có chứa kẽm và có hiện tượng gì xảy ra. Câu thứ hai là có hiện tượng gì xảy ra khi cho que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Và câu thứ ba là quan sát hiện tượng xảy ra khi cô cạn dung dịch. Điều chế khí hydro từ phản ứng giữa kẽm và axit clohydric cho 2-3ml dung dịch axit clohydric loãng vào ống nghiệm có chứa một vài viên kẽm. Quan sát thí nghiệm ta thấy có bọt khí thoát ra. Tại miệng ống nghiệm bằng nút cao su có cắm sẵn một ống vớt nhỏ. Dùng ống nghiệm nhỏ để thử độ tinh khiết của khí hydro thoát ra. Sau đó châm lửa đốt dòng khí hydro thoát ra ở đầu ống vớt nhỏ. Sau khi ngừng phản ứng, lấy một ít dung dịch trong ống nghiệm cho vào cốc đốt. Nhâm cố cạn dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn. Thu được chất rắn màu trắng là kẽm cloro.
Qua phần quan sát thí nghiệm, chúng ta trả lời các câu hỏi sau. Cho 20 lít axit chlorhydric vào ống nghiệm có vài viên kẽm thì có hiện tượng gì xảy ra? Chúng ta thấy có bọt khí xuất hiện và viên kẽm tan dần. Câu thứ hai, đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí, có hiện tượng gì xảy ra nhỉ? Khí thoát ra sẽ làm cháy, sẽ cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh mờ, đó là khí hydro. Và câu thứ ba, cô cạn một giọt dung dịch trong cốc thì hiện tượng ta thu được đó là một chất rắn màu trắng, đó chính là kẽm clorua, có công thức là ZnCl2. Và khí thoát ra này, nếu ta đưa que đóm có than hồng đến thì que đóm sẽ không bùng cháy, vậy khí đó không phải là khí oxy. Qua phần quan sát và trả lời câu hỏi, chúng ta rút được nhận xét như sau. Khí thoát ra không làm than hồng bùng cháy, không phải là khí oxy. Khí cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt, đó là khí hydro. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn màu trắng, đó là ZnCl2, đọc là kẽm clorua. Vậy chúng ta đã biết được chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. Dựa vào đó chúng ta hãy viết phương trình hóa học. Rồi các em hãy viết phương trình hóa học. Rồi phương trình hóa học của chúng ta như sau. Zn cộng HCl tạo thành ZnCl2 cộng H2. Rồi phương trình chưa cân bằng nên chúng ta cân bằng. Chúng ta hãy quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi sau. Câu thứ nhất, khí hydro được thu bằng những cách nào? Câu thứ hai, vì sao có thể thu khí hydro bằng cách đẩy nước? Câu thứ ba, thu khí hydro bằng cách đẩy không khí nên đặt bình thu hay là ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Chúng ta suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Rồi câu thứ nhất, khí hydro được thu bằng những cách nào? Chúng ta thấy được khí hydro được thu bằng hai cách, đó là đẩy nước và đẩy không khí. Câu số 2, vì sao có thể thu khí hydro bằng cách đẩy nước? Là vì khí hydro tan rất ít ở trong nước. Câu số 3, thu khí hydro bằng cách đẩy không khí nên đặt bình thu hay ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Thu khí hydro bằng cách đẩy không khí, ta phải đặt ngược bình hay là úp ống nghiệm, vì khí hydro nhẹ hơn không khí. Vậy qua phần quan sát và trả lời câu hỏi thì chúng ta sẽ được cách thu khí hydro là bằng hai cách, đó là đẩy nước và đẩy không khí. Dựa vào kiến thức đã học, các em hãy so sánh cách điều chế khí hydro và khí oxy về điểm giống nhau và khác nhau dựa vào các hình vẽ. Rồi quan sát vào các hình vẽ thu khí hydro và khí oxy, đặc điểm giống nhau của nó là phương pháp đó chính là phương pháp đẩy nước, và dựa vào tính chất là khí hydro và khí oxy ít tan trong nước. Về đặc điểm khác nhau, đó chính là phương pháp đẩy không khí. Đối với khí oxy thì người ta đặt đứng bình, lý do là oxy nặng hơn không khí. Còn đối với cách thu khí hydro thì đặt úp bình, do hydro nhẹ hơn không khí. Các em hãy hoàn thành bài tập sau. Rồi chúng ta sẽ được phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai và phương trình thứ ba. Rồi các em so sánh đáp án của các em với đáp án của cô, xem mình đã làm chính xác hay chưa. Rồi từ đó chúng ta rút ra được kết luận. Trong phòng thí nghiệm, hydro được điều chế bằng cách cho dung dịch HCl hay H2S4 loãng tác dụng với các kim loại trừ đồng, vàng và bạc, và thu hydro bằng hai cách, đó là đẩy nước và đẩy không khí.
Ngoài cách điều chế và thu khí hydro trong phòng thí nghiệm, thì người ta còn có thể điều chế và thu khí hydro trong công nghiệp. Và phần này chúng ta sẽ đọc vào trong sách giáo khoa. Rồi chúng ta tiếp tục quan sát phương trình sau. Và hãy nhận xét về thành phần và chất trước và sau phản ứng. Rồi bằng cách biểu diễn mô hình phản ứng như sau. Rồi quá trình trước và trong phản ứng, rồi sau phản ứng. Dựa vào mô hình, các em hãy trả lời câu hỏi. Nguyên tử của nguyên tố kẽm đã thay thế nguyên tử của nguyên tố nào trong hợp chất axit? À, như ta đã thấy là nguyên tử của nguyên tố kẽm đã thay thế nguyên tử của nguyên tố hydro trong hợp chất axit. Và phản ứng như vậy thì người ta gọi là phản ứng thế. Cô nhắc lại, ở đây chúng ta thấy là kẽm đã thay thế nguyên tử hydro trong hợp chất để tạo thành ZnCl2 và H2. Và phản ứng như vậy người ta gọi là phản ứng thế. Chúng ta tiếp tục quan sát một số cái phương trình. Và các cái phương trình trên chúng ta thấy là sắt, kẽm và nhôm đã thay thế hydro để tạo thành một cái hợp chất mới. Và những phản ứng như vậy thì người ta gọi là phản ứng thế. Vậy, phản ứng thế là phản ứng như thế nào? Phản ứng thế chính là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Cô nhắc lại một lần nữa, chúng ta phải biết phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất. Phải là đơn chất và hợp chất. Rồi trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Thì phản ứng như vậy người ta gọi là phản ứng thế. Dựa vào kiến thức đã học, các em hãy hoàn thành bài tập sau. Hãy chỉ ra phản ứng thế trong các phản ứng sau. Chúng ta gồm có 5 phản ứng. Rồi như phần chúng ta vừa định nghĩa, bắt buộc chúng ta phải tìm phản ứng đó phải có đơn chất và hợp chất. Vậy đối với phản ứng A, chúng ta gồm có nhôm và oxy, vậy đó chính là đơn chất, vậy phản ứng này ta loại trừ. Phản ứng B là magie và H2SO4, vậy thế magie là đơn chất, H2SO4 là hợp chất. Vậy phản ứng này sẽ là phản ứng thế. Tiếp tục, phản ứng C là NaOH là hợp chất, HCl là đơn là hợp chất. Vậy phản ứng này chúng ta cũng loại trừ. Phản ứng D là CaCO3 là chỉ có một chất duy nhất. Và phản ứng E là H2 cộng COO. Chúng ta thấy là gồm đơn chất và hợp chất. Vậy phản ứng này sẽ là phản ứng thế. Chúng ta xong phần thứ hai là luyện tập. Bài tập số 1 trang 118 sách giáo khoa. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hydro với các chất O2, Fe2O3, Fe3O4 và BBO. Ghi rõ điều kiện phản ứng, giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì. Rồi các em suy nghĩ và hoàn thiện bài tập. Rồi chúng ta nhớ ở đây là viết phương trình biểu diễn của hydro với O2, hydro với Fe2O3, hydro với Fe3O4 và hydro với BBO. Rồi chúng ta sẽ được các phương trình như sau. Hydro tác dụng với oxy tạo thành H2O. Hydro tác dụng với Fe2O3 tạo thành Fe và H2O. Hydro tác dụng với BBO tạo thành BB và H2O. Hydro tác dụng với Fe3O4 tạo thành Fe và H2O. Và ở đây ghi rõ điều kiện có nghĩa là hydro nó có tính khử. Nên khi tác dụng với oxy hoặc là khử oxit kim loại thì chúng ta phải có dấu nhiệt độ. Đó chính là điều kiện của phản ứng. Rồi ý kế tiếp giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào. Chúng ta thấy phản ứng số 1 thì gồm có hai chất tạo thành một chất. Vậy nó sẽ là phản ứng hóa hợp.
Còn đối với phản ứng 2, 3 và 4 là phản ứng thế, vì nó là phản ứng giữa đơn chất và hợp chất. Chúng ta tiếp tục sang bài tập số 2. Bài tập số 2 trang 118 sách giáo khoa. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất khí, đó là oxy, hydro và không khí. Bằng thí nghiệm hóa học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ? Và chúng ta quan sát cách làm như sau. Chúng ta có 3 lọ, số 1, số 2, số 3, chúng ta đánh dấu. Chúng ta chưa biết được là trong đó chứa khí gì, bằng cách chúng ta đưa que đóm đến. Đối với lọ số 1, không làm thay đổi ngọn lửa que đóm. Đối với lọ số 2, que đóm bùng cháy. Đối với lọ số 3, khí cháy với ngọn lửa là xanh mờ. Vậy đối với lọ số 1 là đó chính là không khí. Đối với lọ số 2 đó chính là khí hydro, vì làm cho que đóm có than hồng bùng cháy. Lọ số 3 đó chính là khí hydro, vì làm cho khí đã làm cho que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ. Ta xong bài tập số 3. Có thể dùng dung dịch axit sulfuric loãng, kim loại nhôm và dụng cụ thí nghiệm như hình bên để điều chế và thu khí oxy, đó là câu A. Để điều chế và thu không khí là câu B. Để điều chế và thu khí hydro là câu C. Để điều chế và khí hydro nhưng không thể thu được khí hydro là câu D. Vậy trong 4 đáp án trên chúng ta chọn đáp án nào? Rồi đáp án chính xác chính là điều chế và thu khí hydro. Chúng ta ôn lại kiến thức của chủ đề 8. Thứ nhất, đối với hydro có tính chất vật lý là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước. Tính chất hóa học, tác dụng với oxy. Tính chất thứ hai là tác dụng với đồng oxit. Và phần điều chế thì có trong phòng thí nghiệm sẽ cho dung dịch axit chloric hoặc axit sulfuric loãng tác dụng với kim loại như là kẽm, nhôm hoặc là sắt. Và chúng ta sẽ có cách thu là thu bằng cách đẩy nước hoặc là đẩy không khí miệng bình úp xuống dưới. Và cách nhận biết là dùng que đóm đang cháy, khí hydro cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. Đối với phản ứng thế thì phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Bài học đã kết thúc. Các em về nhà học bài làm bài tập 456 sách giáo khoa trang 119. Rồi ôn lại kiến thức và chuẩn bị bài mới, đó chính là bài nước. Rồi cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.